Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Sang cùng với mấy anh em đi lên cái khu vườn ở trên này dẫm dấu mò cá cả nhà. Đến đây thấy mấy chị phụ nữ đang dắt dây dưa leo. Dưa leo này mới bẻ bông. Bẻ mấy trái đầu tiên cả nhà, ta gọi là hái bông. Ba anh thi đô coi ai dặm mà bắt được cá là người đầu tiên nha. Người đầu tiên bắt được cá nha. Thử mới được. Thử mấy sung sung mình. Bây giờ mấy anh muốn nướng gì? Anh hớt. Anh Hải là qua thử mới phái phái kìa. Chào anh hớt. Thử gì anh hớt? Cũng thử nụ hôn vậy. Sợ lắm. Hấp mà này là bá rồi. Khoan á. Ừ. Em tới đây được ha, trong kia trời cay dữ lắm á. Bây giờ đây mà hang rồi quay mà hang ra. Cái này nó lắm á. Chú lưới mình đâu anh Hải? Em cái góc này sao mà tha được. Gặp quái bắt ở cả nhà không chịu. Được. Trời ốc quắn nó bự. Nè. Này ốc chúa hay gì? Chúa luôn, ốc gì? Chúa. Hết bự. Bỏ vô luôn. Kiếm một cái dĩa về mình xào cái dĩa. Ốc bu vàng với lại ốc ốc quắn. Quắn mà con nào ông ấy siêu to khổng lồ không. Cố lên anh em ơi. Quay giữ xuống dấu. Phước được mất tiêu rồi. Một em đầu tiên. Đây đây để đây đi lạc em nè, nè đi đây luôn đi Phước ơi. Đã không con hay gì hả? Đi không con hay gì? Hai con hả? Đi con hả? Cào lên con hả? Ui mập chưa được rồi. Đẩy 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 vô. Nổi vô đầu vô mới thấy. Cá trời dữ lắm. Mời anh Phước lộn của mày nhắm cho. Nói đi con nó thôi. Hai con nó vô không giấu kìa. Hai con nó bậy kìa. Gì đây, cái gì đây? Chè gì? Chè vô nữa. Wow. Nữa. Một con nữa cả nhà ơi. Vô mánh rồi anh em ơi. Hai em.
trời sáng khiếu. Dấu chuông tép nha. Em thẳng nha. Hai con. Rồi. Hai con dương mớ ốc. Wow. Một con yêu phi. Có lý nha, có lý nha. Mẹ tụi mày con ngon không có cá lóc à. Chín hay gì lắm mít à. Ồ, con cá chê nữa. Ồ. Ôi, con nào ấy nó mập. Lắm trời mà. Con chê ngon. Mập thù lùng quá, trắng xíu à. Wow. Hết sức mập luôn à. À em. Vậy là ba đều đó nha. Anh nào cũng có điểm hết rồi đó. Hết hồng dùm dùm nhóc dùm. Đang kiếm thêm con nữa anh Phước mất Hải ơi. Đang kiếm con nữa cho anh Calawen. Chia đều anh em mình mỗi người con được rồi. Con ở trong phi đó. Có ai, có ai, có ai. Có một con nữa. Wow. Đầu kiến. Đây đem mất. Hầm nước sạch cá lóc kiến nó trắng bóc à. Nó thua chạy có ốc nó bự trời. Nó bị lấy vàng chét. Cái mày nó khép lại không được luôn á. Mập. Có cái em men ơi. Ủa cái gì? Cao men đứng con cái nhà ơi. Wow. Cảm ơn ông Tà đổ cho mấy anh em nha. Ôi. Quá đắt rồi. Con này nó nhỏ hơn mấy con nãy mà nó mập ha. Chưa đạt có bao nhiêu này. Một em nữa rồi, vì là anh em mình mỗi người một con đó. Dán kiếm con nữa mời cả nhà mình đây. Dán kiếm hồi nãy, phải không? Xong rồi. Cái lụm nó gì rồi. Đó, chụp vô muống này nè. Kìa. Ồ hay. Tụi nó rồi mà chùm cho muốn này mà. Xíu được hả? Mềm rồi, đủ hết rồi. Còn gì nữa? Bố anh em mình mỗi người một con mời cả nhà. Trời nó ngon. Kiếm con nữa chứ. Kiếm gì nữa được đó rồi. Ồ có chưa trắng con nào đó mà. Tôi ru quá. Có cái gì vậy? Mưa nữa. Lên tranh thủ về anh em ơi để mưa tới. Dạ. Em bơm nước bạc cái máy bơm nước chưa tắt khoang. Bụng rút lại luôn đó coi. Mơ ốc với là 5 cá chê, con cá lau kiến với là ăn cá rô phi nữa. Ồ, cá chê con nàng nấy mập nè. Vừa tới cả nhà, tranh thủ xiết vậy. Vừa quay máy bơm nước ra mới được. Giờ anh em mình về tới trò măng cá xong rồi cả nhà. Đây. Luộc măng chứ hiện mất. Ở cá chê trắng, nắng ấm ố, ngon. Hộp nhấm quyếp lửa giờ
nay anh em mình cá chê này thì anh em mình sẽ làm với là không ăn nha cả nhà, không với măng. Mới vừa đốn hai mục măng ở ngoài vườn vô mình sắt phanh mỏng. Giờ mình sơ chế trước, lột trước anh mất, lột bọt cái nước cho nó bớt cái đắng ha. Lột ốc luôn không? Dạ. Nồi đó lấy nồi luôn hay gì? Có chảo mà lấy cái chảo nào đít đen chúng mình ấy chơi dễ. Chảo ngoái lên bước. Lấy chảo đó đi. Hả? À. Đây cả nhà. Còn đây là món ốc. Ốc quắn con nào mấy cái tọ nè. Cũng khiếp. Mập thù lù luôn cái mãi lúc mãi chứ. Ốc này thì anh em mình sẽ làm cái món ốc huyền thoại của mấy anh em. Hấp xả. Ốc với xả với lá chanh. Để măng vô mình lột. Lột trước rồi mình vớt ra cho nó ra ốc. Cho nó bớt đi cái chất đắng. Măng này là măng măng diễm ấp. Chè gai. Măng chè gai. Này đâu hên ra ngoài vườn gặp được hai mục chứ. Cái này mưa có. Cái này mưa lên. Mấy ngọc bù này bù siêu to không à, còn nào mấy to cái to luôn. Mình hãy lấy ra chanh làm nước chấm không? Lấy chanh một chút. Măng nó xịt sang chín rồi. Hay măng kéo về, cá lên kiếm không thấy luôn nha. Nhiều lắm chứ. Cá không nhận con nào nó mập ghê ha. Cái này nó chuẩn bị đẻ, đã mập rồi. Ướp cho nó thấm cái đầu đùm để măng, vớt măng ra cái nha. Chảo nhỏ là sẵn. Wow. Thơm quá. Nồi nó sôi ở nóng. Cá chê giữ lắm dài thôi rồi. Dạ. Rồi giữ cho. Chưa cho nó thấm chút nữa đi ha nó. Ờ cho thấm nó thấm chút đi cho mà để nước đi. Để mang vô. Chờ bề để cho nó thấm đều. Giờ măng mình vớt ra mình để ráo cả nhà. Giờ cá anh mớp kho săn lè. Để măng vô hết anh mớp. Nó thấm, thấm măng vô rồi nó hay nhất. Măng này mình luộc cũng chín rồi. Măng gì anh mớp? Chơi gai. Chơi gai. Nó tới 4 loại măng luôn nha. Nhiều lắm, măng gì đó. Măng gì tầm dông nữa. Có măng vú nữa. Măng vú đâu có. Xong.
lộn Minh Phước à. Dạ, dọn chén rồi anh Phước. Xong rồi đèn lại. Xuống chiếc này để ngồi cá này vô. Than 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 than. Dạ. Dằn bụng cái đi, cắm ngóc cái đi. Sao nó ra dục ta? Xây á. Xây dục xây rồi xây dục. Nè, đi ra chân nè, nó nhắn khuất đây mà. Xây nè. Nhà con ốc nè. Con ốc được không ốc? Ừ, quá ngon. Bác sĩ mà thầy thôn. Chấm vô luôn. Quất. Vô. Vô vũ trước đi không mọi vậy. Ngon quá ngon rồi, chưa thưởng thức được. Vô quá chiều quá nhà ơi. Vô mớp. Đang lấy không mà. Ừ. Mày vàng ốc luôn. Nhìn nhà vũ cũng trắng. Quăng. Quăng còn nào lấy siêu to. Ừ. Nó không bự luôn đi chứ. Lỡ giờ vũ mà. Lỡ giờ mày em coi. Ngoài theo chị luôn hả? Ừ, quay vậy đó nó giá. Ừ. Đặc biệt nè. Ngon gì đâu. Mớm qua nhanh quá những đứt á. Từ từ. Lại cũng phải chót cái đứt được rồi. Mua sợt. Mời cả nhà mình nha. Mấy miếng lá chanh nó ngon quá ha. Ừ. Vô. Ngon. Cơm mớp cơm đây không nhậu cơm nữa. Để tôi nói xuống. Ăn cơm món mới rồi. Cá này cả nhà. Con này lâu lắm anh em mình mới làm nè. Đừng hứa em. Chè con mình. Vô. Vô. Hôm nay mình tưởng đâu là anh Sang đựng con cá nhiêu phi đó chứ đâu mà hên cuối cùng được hai con đó. Làm như cơm cả nhà ơi. Làm như hai con đó ăn cặp luôn hay gì đó. Con bự nhỏ hả anh Hải? Con của anh Hải bắt là hơi nhỏ hơn của anh Phước. Dụ dấu hai con lên còn uống nghề. Tắn thì tiệp. Con đầu tiên hả? Tôi đụng biên con nữa. Dạ, sợ tôi nói không, sợ ông ra tôi không nói luôn. Vậy hả? Quá lặng vướng đẻ xuống giòn hình con, không nó thuốc trợ thuốc ta. Mình đụng nó, cái đầu mừng quá, mình đè xuống ngợp quá là nó toan lên liền. Một là nó toan lên là nó thoát, còn hai nữa là nó sẽ quất tay mình liền á. Bắt dễ gì bắt hết được không? Mình phải sảy thôi chứ đâu có... Dài rồi, dài rồi. Được. Bữa nay đi có đem thêm hai hộp ô môi. Có hôm trước ông anh mà ông chỉ đó đem theo hào con môi dự trụ sợ khi mà rủi ro đó, nhưng mà bữa nay may mắn quá bắt được cá nhiều nhưng mà không có rủi ro gì hết. Vậy đi xuống giống dễ bắt lắm. Ông anh chỉ ô môi mà cái chơi đâm nha. Cảm ơn anh nha, mời anh khúc cá chơi nha. Béo nữa hình à, thôi dài mà béo. Công nhận ốc quắn mập dữ thiệt em đó. Ừ. Hết. Nhà nha. Bỏ các máy thì ngồi ăn với anh em thằng ơi. Đây còn có ba anh em à. Ồ chúng một tiêu đã. Thơm ha. Ừ. Thơm ba lá mít. Gọn lá chanh. Lá chanh. Đặt vô cái nước. À, cái này chanh cơm ăn hơi hơi ngon hả? Ngon. Cái này rồi. Đây nấu cơm nhiều không? Nhiều không? Mình không biết nữa. Nấu cơm không, nhiều không? Bên này nấu nhiều hơn bữa trước. Nhiều hơn bữa trước. Bữa trước là cá kho sả ớt hơn. Cá kho sả ớt dưới cái sặc muối. Cái sặc muối sả ớt không? Bữa mới mình làm đâu 5 chén. Mình có 3 chén hết cơm rồi. Tắt máy em làm thêm 2 chén mà. Chạy vô trong nhà đóng quá xin thêm 3 chén nữa. Máy còn chạy thêm 3 bó nữa hả? Gác đi nha anh ơi. Máy đi. Phải. Còn nữa mà cả nhà mình nha. Cá chê khô măng. Măng này đúng là măng đầu mùa luôn nè anh ấy. Trời lắm à. Ốc. Chiều là vậy đó anh em mình làm như xương rồi cái ăn cơm cái qua ngày sau anh em đi mặn tiếp tục cả nhà.
Cảm giác như mà mình nhai miếng thịt nó cá nó sực 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 luôn á. Anh cũng siêu to à. Giết gì đến mưa không mưa nè. Tầm trăm, tầm trăm mấy hộp. Nhờ có gió lên cho không chết quá. Lăn gì nữa đã. Nãy là nước chấm này ngon. Ngon hả? Ngon, ngon cầm vụ lên. Vô. 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 Mình đi nha. Mà này chắc còn nếu mẹ đi đứng vỗ chắc gặp cái chơi này con măng với ốc này nữa thôi nhà tắt chắc hai cái món quá. Hai cái món này là hai cái món hảo của anh ba đó. Ừ. Để anh có anh ba thì anh em nhắc anh ba đi bắt chuột không? Anh ba xem xong anh đây đi bắt cá. Anh ba xem xong anh ba nhớ nhắn cho mấy em một like nha anh ba. Để bữa nào không có anh ba dính vắng nhắn nhắn vắng. Ừ. Lại à? Ờ điện lại. Bây giờ ba khô ba hết chưa thấy hết thì mình đi bữa nào lấy lưới mình đi kéo không mới. Bây giờ bữa bự mình nó đi kéo làm thêm mớ khô để dành đó. Hết lại. Tấm dành mớ nha cho khô. Ra ngoài sông lớn á, đánh lớn. Vô. Cá mà chồng nó béo hơn cá nó buông mà. Cá là nhỏ vậy á nó thịt có thịt không à. Để có thịt ta chỉ biết nóng thôi không. Ăn cái gai này ngon quá. Ngon. Mình luộc mình bỏ hết nước mình cái độ nó đâu còn đắng nữa đâu. Nó vậy với che ăn măng mình ăn thôi chứ không lại với gai mình đó. Ừ. Nó không có vị gì đó, nó không có bằng thanh của con chai gai mình, ngộ. Đá nó ngon. Đá hả? Đi ngang buồn dòng gặp lên dắt giò đá. À, vậy ha. Đá cái này gãy ngang cho nữa ha. Giống như là măng rung, măng rung không? Giờ. Sẵn người ta lên cao cao, cầm cây rung lắc nó gãy ngang cái đợt trên đó. Ăn nó thương ra ăn còn quá. Giang Phước gửi thì chỉ đắt chung với chín đó thôi. Hai hai hồi đó giờ mẹ ăn đá cho nó chưa đó, giờ con chưa ăn măng leo chồng trên đá vậy, nó không phải nghe con tre cầm măng mà đá cái là măng đá chắc cái nó đây đá con đó chắc là vượt chết quá chín đâu có mà trước chưa thì đá mình xin vô nhà trước đi mình nó đá xin đàng hoàng đó này gì tập dục lên mất mời là mình hít chiêu đó. Cả nhà mời cái này bí mật chưa nói được. Mời là anh em dữ lắm là xúc vượt nha. Cái đó không? Chưa biết vượt gì nữa. Chào cả nhà coi. Vượt cái bắt heo vượt. Thôi về mà mình học cái bài tập thể dục của cô thường hay dạy mình đó. Cô thường hả gì cô vậy em hai tay giơ cao lên trời. lâu quá quên rồi. Lâu quá quên cái bài tập thể dục á. Sổ đùi nha, chạy sổ đùi nha. Lâu quá nãy mời dành bớt cái chạy. Lâu lắm rồi, mình chưa có... Mà thôi mình giữ bí mật đó đi. Lít sao cả nhà biết liền. Giữ bí mật đi, lít sao ở nhà mình xem cái nhà mình... Sẽ thấy, sẽ biết. Cho 30 anh em chuyện á. Mai họ tụ lên em ở sớm liền đông lắm. Đây anh em. Rồi anh em cũng xin kết thúc clip đây. Bye bye cả nhà mình nha. Cả nhà mình đón theo dõi clip tiếp theo. Mấy anh em đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ rất là vui nhộn. Xin bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Mày lặn với nước nữa hơi đi con mũi vậy cả nhà. Bắt dây gì đó, không sao muối.